Thôi chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mẹ mình tập lục. Các bạn biết không, sau lưng mình là mấy cái máy sấy ở trong cái tiệm giặt ủi của mình. Thì trong tiệm của mình thì có khá là nhiều mấy cái máy sấy thông hơi của hiệu Electrolux các bạn. Thì là do là mình mua cũng khá lâu đó, rồi còn cái đợt sau này thì những cái dạng máy cái model theo kiểu này thì nó cũng không có còn sản xuất, và nó sản xuất theo những cái model mới. Các bạn mới nhìn vô nó giống giống như mấy cái máy giặt vậy đó, nhưng mà thực sự nói ra là mình thích sử dụng những cái mẫu này hơn, tại vì những cái mẫu này nó rất là đơn giản các bạn. Nó đơn giản ở chỗ là chúng ta dễ dàng chọn mấy cái chức năng này là một, cái thứ hai nữa là cái thời gian mà sấy đó các bạn, nó tính rõ ràng lắm. Ví dụ chẳng hạn như mình chọn là 30 phút hoặc là 60 phút hoặc là 90 phút, nó lên cái con số rõ ràng. Còn những cái mẫu mới của cái máy Electrolux mới sau này á, thì nó lại khi chúng ta bấm chọn lên á, thì nó sẽ lên là 0.5, 0.7 hay 1.2, 1.3. Cái đó có nghĩa là 1 giờ, một ví dụ mình nói 1.5 đi, 1.5 tức là 1.5 giờ, tức là 90 phút. Còn cái này nó hiện lên cái nút là 30, 60 và 90. Nói chung là nó đơn giản hơn. Và cái máy này thực sự ra những cái đời trước này, là đời cũ này một chút á, thì nó thực sự mà nói ra cái điện tử nó ít lắm. Cái điện tử nó chỉ là một cái bảng mặt vậy thôi, và chúng ta chọn bằng những cái nút cơ. Còn những cái loại máy sau này, cái model sau này á, thì bảng điện tử nhưng mà nút chọn đôi khi bằng nút cảm ứng đó. Thì nói chung thì nó cũng chẳng có gì gọi là không tốt hết, nhưng mà rõ ràng là đồ điện tử chúng ta hay nói á, điện tử nhiều quá nhiều khi nó hư cũng phiền đó, nhưng mà vẫn ok nha các bạn. Thì trong tiệm của mình sử dụng rất là nhiều máy, đặc biệt là máy sấy nhiệt, máy sấy thông hơi, chứ mình không có sử dụng máy sấy ngưng tụ. Thực sự ra là giữa cái máy sấy thông hơi và cái máy sấy ngưng tụ á, thì cái máy sấy thông hơi giá tiền nó rẻ hơn, sử dụng thì cũng giống như ngưng tụ thôi, cũng bấm nút chọn giờ, chọn nhiệt độ, hoặc là mình chọn loại vải để mà mình sấy. Chỉ có khác là cái quá trình vận hành của nó, thì hai cái công nghệ nó khác nhau. Một cái là thông hơi, tức là làm nóng cái lò xo nhiệt, và sau đó là thổi hơi nóng vô và quay rồi rút hơi nóng ra. Còn một cái là máy sấy ngưng tụ, hay là nhiều người còn hay gọi là máy sấy bơm nhiệt đó, thì cái cấu tạo của nó giống như là một cái máy lạnh vậy các bạn. Tức là họ ngưng tụ cái hơi nước ở trong cái máy, trong quần áo khi bóc lên á, ngưng tụ cái đó ra, rút cái luồng hơi lạnh ra, ngưng tụ cái đó lại và thành một cái hộc nước. Cho nên nó không có những cái lỗ thông hơi giống như cái máy này. Cho nên là mọi người thường hay gọi một cách rất là dân gian, máy này là máy sấy thông hơi, còn cái máy kia là máy sấy bơm nhiệt hoặc là cái máy sấy ngưng tụ. Thì về cái cấu tạo, thực sự ra là cái máy sấy thông hơi này rất là đơn giản, không có cái gì rườm rà hết. Thứ nhất là cái thùng máy, cái lồng chứa quần áo, cái motor xoay cái lồng, rồi cái bộ phận đốt nóng, đốt bằng điện á, đốt nóng rồi thổi cái hơi nóng đó vô trong cái lồng sấy, và một cái quạt hút cái hơi nước bốc hơi đi trở ngược ra, và theo thời gian thì quần áo nó sẽ khô. Còn cái kia là hơi nước trong quần áo được hút qua đi ra qua một cái dàn, mình tạm gọi là dàn ngưng tụ hơi nước, để hơi nước nó ngưng tụ xuống và lấy cái hơi nước giống như cái hộc của máy giặt cửa trước đem đi đổ, cho nên nó không có cái ống thoát hơi. Giữa hai cái thì nó cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn như cái máy này thì nó sẽ phát nhiệt, nó phát hơi nóng ra ngoài. Còn cái máy kia thì nó không có cái ống hơi, cho nên nó không thổi hơi nóng ra môi trường xung quanh. Nó hơi nóng được ngưng tụ thành nước rồi. Tuy nhiên cái máy nó vẫn có cái phát nhiệt nhất định nha các bạn. Không có nghĩa là nó không có cái ống thoát hơi ra ngoài thì cái máy mình rờ vô nó mắc rượi đâu. Nó vẫn phải ấm, nó vẫn phải nóng. Đó, cho nên là đừng có nghĩ là cái máy đó là nó không nóng, không ấm đâu nha. Nó vẫn có phát nhiệt nóng, dĩ nhiên nó không nhiều bằng cái máy này. Tại vì cái máy này là nó có cái ống thổi cái hơi nóng ra ngoài. Thì nếu chúng ta không có điều hướng cái ống thoát hơi nóng ra bên ngoài, thì cái hơi nóng nó sẽ lẫn quẩn ở trong phòng, hay là nó bay ngược vô trong nhà mình, thì nó nóng,
và đôi khi nó cũng có bụi, chứ không phải là không đó. Nhưng mà rõ ràng về cấu tạo này đơn giản hơn, có hư hao gì cũng dễ sửa chữa, dễ can thiệp hơn. Còn cái máy mà máy sấy ngưng tụ á, thì thực sự ra là cái kết cấu nó rất là phức tạp đó, khi sửa nó cũng rất là khó, phải có thợ lành nghề và thợ chuyên dụng á, thì mới làm được những cái loại máy đó, và cái chi phí từ đó nó cũng sẽ tăng lên. Cái chi phí mua ban đầu nó cũng đã cao hơn hàng này khoảng độ 30% rồi, đôi khi nó cao hơn tới 40% chứ không phải là không các bạn ha. Có những cái loại sấy, máy sấy ngưng tụ mà của LG á, cùng một cái tải trọng là chừng 7,5 kg đi, máy của LG cũng 7,5 kg, nhưng cái máy Electrolux này có thể mình mua khoảng chừng 8 triệu, nếu mình mua được giá rẻ, mắc một chút là khoảng maximum 9 triệu, mình nói ví dụ, thì cái máy kia phải 13, 14, 15, thậm chí là 16, 17 triệu đó, thì hai cái giá nó chênh lệch rất là xa. Trong cái clip này thì mình không có nói về kỹ về cái công năng là hai cái máy sử dụng như thế nào, là thích hợp với cái môi trường nào, cái đó mình nói sau. Nhưng cái máy này nó đơn giản, cho nên khi cái quá trình sử dụng nó có hư hao gì đó nó cũng rất là đơn giản. Thực sự ra là đối với cái máy này á, nó có vài cái bệnh để hư thôi. Nếu các bạn xài kỹ á, thì có thể là xài tốt hơn, lâu hơn, thậm chí mình xài cả năm, 2 năm trời nó cũng không có hề hấn gì. Nhưng mà khi tới chừng nó có sự cố, nó hư là không, một phần là do mình sử dụng nó hư, một phần thì có thể là cái tần suất mình sử dụng nhiều hơn nó cũng hư, chứ không phải là không. Nhưng mà nó hư vô các những cái bệnh sau. Thứ nhất, cái hư thường xuyên nhất là đứt dây cô roa hoặc là giãn dây cô roa, thì điều đó là đương nhiên. Với cái tần suất của một cái tiệm giặt ủi, một ngày mình sấy cái máy này là 5 lần 7 lượt, cho nên là cái dây cô roa nó cũng phải có giãn, và thường thì khoảng chừng độ là 7-8 tháng gì đó, hoặc là hơn chút, thì mình sẽ thay cái dây cô roa đó. Và cái giá thay của dây cô roa thì Mr. Hiếu thay cho mình với cái giá là chỉ có 400-450 ngàn đồng đó. Rồi cái sự cố thứ hai các bạn thường hay gặp, nhưng mà cũng hiếm hơn cái vấn đề dây cô roa, là cái bạc đạn ở phía sau lưng cái lồng máy, ở sau lưng cái lồng máy ở bên trong đây nè đó, ở phía cuối này nè, mà phía mặt sau nó có cái bạc đạn. Khi cái motor nó quay nó kéo cái cọng dây cô roa thì cái lồng này nó sẽ quay, cái lồng này nó quay, nhưng mà nó gá lên đâu để nó quay, nó gá lên một cái khung ở phía sau, ở phía mặt sau của máy để nó giữ cái thùng, còn cái mặt trước thì nó gá vô cái vòng tròn của cái cửa này rồi, nó là cái chỗ chịu để nó quay. Thì để nó dễ quay, nó có một cái bạc đạn, quay nó nhẹ lắm. Thì bạc đạn nếu như các bạn mình xài lâu năm, cái bạc đạn nó mòn, nó bể bi gì, nó hư là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như các bạn không lưu ý mà các bạn cho đồ sấy vô quá nhiều đó, cái máy nó phải tải nặng thì nó sẽ không hư ngay lần đầu đâu, nhưng mà thời gian á, tuổi thọ của cái dây cô roa hay tuổi thọ của cái bạc đạn nó sẽ nhanh hết. Thành ra khi mà bỏ quần áo vô sấy, các bạn nên nhớ các bạn bỏ chừng 2/3 cái dung tích hay là cái sức chứa của cái lồng máy sấy này thôi. Ví dụ cái lồng máy sấy này như vậy, các bạn nhìn thấy nó có hở một đoạn không đó, các bạn bỏ đồ ướt vô tới cái khoảng này thôi, chứ đừng có bỏ ngập tràn lên đây, thì chúng ta nó sẽ sử dụng cái máy nó bền hơn. Và nếu mà có hư bạc đạn thì mình sẽ thay cái bạc đạn đó, thì độ vào khoảng là 300 ngàn một cái bạc đạn đó. Dĩ nhiên là mình có Mr. Hiếu hậu thuẫn rồi thì mình không có lo, Mr. Hiếu sẽ tìm cái bạc đạn tốt cho mình. Đó là cái sự cố thứ hai. Và cái một cái sự cố thứ ba rất là hiếm khi xảy ra, nhưng mà cũng có thể xảy ra nếu các bạn gặp phải, đó là hư cái bộ công tắc nguồn, cái nút nguồn các bạn, cái nút power này, on off nè, bên đây nè, nó hư cái bộ đó. Cái bộ công tắc nguồn nó nhỏ xíu à, nó nhỏ giống như là một cái thẻ tín dụng, cái thẻ rút tiền ATM vậy, nó nhỏ nhỏ khoảng cỡ đó thôi à. Đó, thì nếu cái này có sự cố, cái này thường sự cố này dễ biết lắm. Các bạn bấm cái nút này vô nè, các bạn bấm vô thì các bạn thấy nó ăn điện, nhưng các bạn buông ra thì cái đèn này nó tắt. Hoặc giả là nó bấm vô nó ăn, nó chạy một hồi, cái tự động cái nó ngắt, nó không chạy nữa. Thì cái lỗi nhiều nhất nó nằm ở cái công tắc này. Thì cái công tắc này thì Mr. Hiếu tới làm việc cho mình thay 250 ngàn, đồ mới đó. Thì như vậy đối với một cái máy sấy này mà có sự cố bị hư cần phải bảo trì hay bảo hành trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó chỉ có 3 cái lỗi đó thôi, ngoài ra nó không còn cái lỗi nào nữa hết. Nó có một cái bộ phận, nó là một cái bộ phận
Nó giống như là cái thanh điện trở ra đốt nóng để đưa cái hơi nóng vô trong cái buồng sấy này nè. Cái vấn đề đó hồi nào giờ mình chưa bao giờ bị hư cái đó hết đó. Cái đó nó khó hư, nó chỉ là đốt nóng cái đó lên rồi dùng cái quạt hút cái hơi nóng nó thổi vô trong cái buồng buồng sấy thôi à. Đó là một cái cụm linh kiện nó nằm ở trong đó, nó gọi là cụm linh kiện rời thì chưa bao giờ mình bị hư cái đó. Nhưng mà còn chẳng hạn thay dây cura là thường xuyên nhất, bật đạn lâu lâu mình mới bị một lần đó. Rồi cái công tắc nguồn lâu thì là lâu, cả chục cái máy sấy của mình hơn mình chỉ có mình như mình nhớ mình thay có một lần hoặc là hai lần. Còn dây cura thì là 7 tháng 8 tháng mình thay một lần, thậm chí có thể cả năm mình mới thay một lần. Thì như vậy thực sự ra thì có cái câu nói rất là hay là của bền tại người. Cái máy mình mua nó có thương hiệu tốt, cái chất lượng nó tốt là điều đương nhiên, nhưng mà nó bền được hay không nữa là do chúng ta trong quá trình sử dụng. Thì hãy nhớ rằng là cái sức chứa của máy sấy hay là cái sức chứa của cái máy giặt, khi chúng ta giặt hay là sấy thì cứ nhớ là 2 phần 3 cái dung tích của cái lồng sấy hay 2 phần 3 cái dung tích của cái lồng giặt. Đó là cái con số nó tuyệt vời để chúng ta máy vừa chạy giặt đồ sạch, sấy đồ nhanh khô và đặc biệt chúng ta bảo vệ tuổi thọ cho máy nữa. Thì như vậy tụ trung lại đối với cái máy sấy thì nó có ba cái bệnh mình mới vừa nói và chi phí cũng không có hề mắc. Ngoài ra nó cũng không có cái bệnh gì khác được nữa, tại vì nó cũng chẳng có nước nôi gì ở đây. Đó, cho nên nó cũng không có sợ sét hay không có sợ gì hết. Tuy nhiên, nó là đồ điện, các bạn lưu ý nhớ lấy mấy cái bụi ở trong này ra. Cái bụi lâu dần nó tích tụ ở trong đây thì thứ nhất là mình sấy nó không có khô tại nó nghẹt, cái hơi nóng nó không đi ra, nó không thổi ra ngoài một cách triệt để. Cái thứ hai thì những cái bụi này á, nếu nó đóng nhiều quá, nó ở phía sau cái thân máy, khi các bạn mở cái đít máy ra nó có rất là nhiều thì cái khả năng nó cháy nổ cũng có thể xảy ra chứ không phải không. Mặc dù mình chưa bao giờ bị, nhưng mà rõ ràng mỗi lần mình làm vệ sinh cái đít máy mình mở ra đó các bạn, là bụi nó lên cái lớp vậy nè, mình phải lấy cái máy hút bụi mình hút. Thành ra là các bạn cũng phải thường xuyên lưu ý những cái việc đó. Rồi, so với cái máy sấy ngưng tụ với cái máy sấy thông hơi này thì rõ ràng mình rất là thích cái máy sấy thông hơi, đơn giản, dễ sử dụng, dễ sửa chữa và chi phí đầu tư cũng như chi phí sửa chữa nó cũng rất là dễ chịu. Còn cái việc nó nóng nóng một chút cũng không sao hết đó. Mình là tìm giặt ủi ở đây nè, mình vừa mấy cái máy sấy thì dĩ nhiên nó nóng, nhưng mà mình cho nó thoát hơi ra ngoài thì ở trong nhà nó cũng hầm hầm lên tí xíu thôi. Còn nếu mình sử dụng gia đình thực sự ra nó có một cái nó cũng chẳng đáng là bao. Nhưng cái quan trọng là cái nào mà mình tiết kiệm được mà nó cũng không có ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái vấn đề giặt ủi thì cái mình áp dụng. Rồi vậy ha, nói chung tóm lại là máy đơn giản thì cái hư hao hỏng hóc nó cũng đơn giản và cái chi phí từ đó nó cũng rẻ đi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nha. Nếu có nhu cầu gì về giặt ủi thì hãy nhớ tới tìm được buổi bác hỷ ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.